Xin chào bạn Thủy Nguyên. Thì với câu hỏi này thì đầu chương trình thì bác sĩ chuyên khoa 2 Thúy Hằng cũng đã phân tích cho các bạn biết là sau khi trong quá trình mắc ung thư và sau khi đã điều trị bệnh ung thư rồi thì chúng ta cần phải gì ạ? Chúng ta cần phải chủ động ở đây đó là chủ động về chăm sóc sức khỏe, chủ động về tầm soát khám bệnh của mình. Thế thì đối với ung thư có một đặc điểm đó là bệnh nhân ung thư bảo là khỏi hay không khỏi thì lấy mốc là gì? Thì chúng tôi xin báo cáo các bạn, báo cáo quý vị đó là mốc 5 năm của chúng tôi là bệnh nhân khỏi. Lý do vì sao? Bởi vì sau 5 năm tỷ lệ tái phát của những bệnh nhân ung thư rất là thấp. Do vậy mà cái mốc 5 năm này là cái mốc rất là đánh dấu quan trọng cho người bệnh. Tuy nhiên trong 5 năm đấy thì chúng tôi sẽ chia ra từng mốc một. Một đó là 2 năm đầu tiên thì chúng ta đối với ung thư phổi chúng ta nên định kỳ 3 tháng một lần. Kiểm tra đây có thể là kiểm tra tại bệnh viện ca hoặc là những cơ sở mà chuyên khoa ung biếu ngay gần nơi bạn ở. Mốc thứ hai nó là từ năm thứ 3 đến năm thứ 5 thì chúng ta sẽ giãn cách ra khám định kỳ 6 tháng một lần. Và mốc thứ 3 đó là 5 năm thì khám sức khỏe định kỳ sau 1 năm một lần. Và như thế thì giống như các người khỏe mạnh khác, chúng ta cũng đều có cái tinh thần là chăm sóc sức khỏe và chủ động trong mọi việc. Thế thì đối với bạn thì thuốc ở đây thì không có liều thuốc nào bằng liều thuốc thể dục và dinh dưỡng. Vì sao ạ? Vì thể dục sẽ làm cho tăng cường sức đề kháng, sức khỏe của cơ thể. Dinh dưỡng thật tốt, tại vì dinh dưỡng này tôi vẫn muốn nhấn mạnh cho tất cả mọi những người bệnh của chúng tôi, của riêng tôi và toàn thể bệnh nhân bị ung biếu đã điều trị xong. Đó là không có một loại thực phẩm chức năng nào mà thay thế được dinh dưỡng. Và các bạn thay đổi tư duy đó là chế độ dinh dưỡng mà nuôi tốt thì là nuôi u thì đấy là không đúng nguyên tắc, không có cơ sở khoa học nào để giải thích cái việc này. Và với những bệnh nhân đã bị bệnh và đang điều trị hoặc sau điều trị xong thì tôi vẫn khuyến cáo dinh dưỡng vẫn là quan trọng nhất cho tất cả mọi người. Thì đấy là những ý nhỏ mà tôi muốn khuyến cáo bạn. Thì cũng là chúc mừng bạn sau khi đã điều trị xong một cái bệnh ung thư phổi giai đoạn rất là sớm mà hiện tại bây giờ bạn đã trở về cuộc sống bình thường như thế thì cũng không có gì đáng lo, chỉ quan trọng nhất là chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ theo hướng dẫn của các nhân viên y tế. Xin cảm ơn.